Chào các bạn, đây là số thứ 3 của chuyên đề tuyển tập game 2 cho Android. Các game trong số này của chúng ta sẽ là Anomaly 2, GT Racing 2 và Tank Battle. Những năm trở lại đây, thể loại game thủ thành đã trở thành thể loại game chiếm được một vị trí nhất định trong lòng người chơi bởi lối chơi đơn giản nhưng đầy tính chiến thuật cùng độ thử thách rất cao. Chúng ta có thể kể đến những cái tên cộng cán như Field Runner, Clan vs Zombie. Và dù đi theo hướng nào thì công thức chung của một tựa game thủ thành vẫn là bạn phải đóng vai phe bảo vệ để ngăn chặn bước tiến kẻ thù. Tuy nhiên, các phát triển 11bit studio lại không như thế, và tựa game Anomaly War on Earth được hãng tung ra vào năm 2011 đã mang đến cho tựa game thủ thành một sức sống mới, đồng thời giới thiệu khái niệm quần khá mới mẻ vào thời điểm đấy, thể loại công thành. Hai năm sau sự thành công vang dội đó, hãng tiếp tục tung ra phiên bản thứ hai của tựa game này. Tiếp nối cốt truyện của phiên bản đầu tiên, Anomaly 2 diễn ra vào năm 2018 trong một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, khi trái đất chỉ còn là hành tinh băng giá bị lũ người ngoài hành tinh xâm chiếm, còn con người thì đang trên bờ vực tuyệt chủng. Với một cốt truyện không thể đơn giản hơn, Anomaly 2 rõ ràng đang muốn nhấn mạnh vào khía cạnh gameplay, và thực sự chúng sẽ không làm bạn thất vọng vì độ hấp dẫn có thể nói là vượt trội so với người tiền nhiệm. Như tôi đã đề cập ở trên, series Anomaly mang đến khái niệm công thành, một khái niệm trái ngược hoàn toàn so với thủ thành. Thay vì vào phe bảo vệ thì bạn sẽ đóng vai phe tấn công để tiến vào căn cứ của chúng. Với những ai đã quá quen thuộc với thể loại thủ thành thì lối chơi mới lạ này sẽ thực sự tạo cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị. Công việc chính của Anomaly 2 vẫn tương tự như phần 1, khi bạn sẽ sử dụng bản đồ chiến thuật để vạch ra một lộ trình nhất định cho quân đoàn của mình tiến tới đích sao cho thật hiệu quả và ít tổn hao binh lực nhất. Cụ thể, bạn sẽ phải chọn lựa những hướng đi làm sao mà càng ít giáp mặt với kẻ thù càng tốt. Vì với lực lượng ít ỏi mà game cung cấp, bạn sẽ mau chóng bị khuất phục nếu phải giáp mặt với lực lượng đông đảo của quân địch. Game thứ hai của chúng ta là GT Racing 2, khác với Advance 8 hay Need for Speed. Dòng GT Racing thiên về hướng giúp người chơi trải nghiệm các siêu xe một cách thực nhất. GT Racing 2 sở hữu dàn siêu xe khổng lồ với khoảng 6-7 chiếc đến từ 35 thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới như Audi, Ford, Ferrari, Mercedes-Benz, Chevrolet, Lamborghini, Bugatti, cùng với các cung đường đua trải dài từ Monaco, Rio cho đến Thượng Hải, hứa hẹn sẽ đem lại cảm giác uống thuốc cực cùng cho các tay lái. Khi chiếc xe đã thuộc sở hữu của mình, người chơi hoàn toàn có thể sơn lại hay nâng cấp bằng tiền xu sau mỗi chặng đua với 4 cách khác nhau: tốc độ, gia tốc, khả năng xử lý và hệ thống phanh. Tương tự như các tựa game đua xe quen thuộc khác, GT Racing 2 cung cấp cho người chơi cách điều khiển quen thuộc, đó là nghiêng máy và sử dụng nút ảo trên màn hình. Tuy nhiên, thao tác nghiêng được tận dụng nhiều hơn bởi nó tạo ra tốc độ cao và mọi yếu tố đi kèm đều được thực hiện dưới dạng tự động hoàn hảo, rất phù hợp với người chơi mới. Để có trải nghiệm lái xe chân thực và chuyên nghiệp, game thủ có thể sử dụng phương pháp điều khiển ảo với tay vô lăng cùng nút phanh hiển thị đầy đủ trên màn hình. Game thứ ba của chúng ta là một siêu phẩm nữa của game Lord mang tên Tank Battle. Game đã tạo ra một phong cách chơi mới cho dòng game đấu tank vốn đã quá nhàm chán và không nhiều ý tưởng. Ở phần chơi đơn, người chơi sẽ được sở hữu một chiếc tank cực kỳ cùi bắp và trải qua các nhiệm vụ cùng các màn chơi để nâng cấp cho chiến tăng của mình thêm mạnh mẽ. Game được chia thành nhiều bản đồ khác nhau và trong mỗi bản đồ lại bao gồm các màn đấu nhỏ. Để có thể mở được những màn đấu tiếp theo, bạn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đáng nói của Tank Battle đó chính là Multiplayer. Game cho phép bạn có thể giao đấu với người chơi khác trên hệ thống server của game. Bạn sẽ được thưởng thức những màn đấu tăng nghẹt thở với tối đa gồm 4 người chơi trên một bản đồ. Không chỉ thế, game còn cung cấp cho bạn bảng xếp hạng điểm số người chơi, giúp bạn biết được vị trí hiện tại của bạn đang ở đâu. Bạn có thể rủ rê thêm bạn bè chơi Multiplayer với thời gian một trận đấu chỉ 90 giây. Tất cả các game này đều có trong hệ thống của App Store VN, hoặc bạn có thể xem thêm ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.